Kính thưa quý vị các bạn, đây là cái giống chim mà thao chim cu gáy miền Bắc đang muốn nhân rộng ra. Nó hay ở chỗ là giống chim này thì nó có cái kích thước nó cũng rất là ok. Đó, hình bắp chuối này. Các bạn nhìn cái chân nó rất là đỏ. Cườm là cườm rắc, cườm vừng. Và mỏ của nó là mỏ nhọn khum, đầu xanh, đuôi xám. Bả cánh thì màu sáng, mã ngỗng, ngực hồng. Và đặc biệt là giọng thổ rất là ok. Chính vì vậy những con chim này thì nó rất là đẹp. Nếu như một nhà mà có một cái chuồng chim ở hiên mà có một đôi chim uyên ương như thế này thì quả là tuyệt vời. Đó, các bạn nhìn thấy là mình cố gắng mình dí sát vào đây để nhìn thấy cái chân và cái màu lông của nó, rồi cái cườm của nó. Đó, như hai con chim này thì các bạn chắc là nhìn cũng không thể biết được con nào là con trống. Bây giờ mình sẽ đố các bạn biết. Mình sẽ đố các bạn biết trong một cái trò chơi vui nhỏ. Đây là con chim đây, con này quay dễ đứng im. Con này là con thứ nhất. Xem là test kiến thức của các bác nha. Con này là con số 1 đang bậu ở cái que gỗ đó. Nghe có vẻ bậu im hơn. Đấy, các bạn nhìn kỹ nhá. Đố bạn biết con này con trống hay con mái. Con này là con số 2. Đó, con số 1 này, con số 2 này. Đó, con số 2 đấy. Đó, các bạn đây quay cả hai con luôn này. Đó. Đố các bạn biết con nào là con trống, con nào con mái. Đó, các bậc tiền bối hãy lên tiếng đi. Đố biết luôn. Đó. Đó. Tí nữa mình sẽ nói đáp án. Một con nghe có vẻ bình tĩnh hơn, một con nghe có vẻ nhấc nháo hơn một chút, nhanh nhẹn hơn một chút. Con đó, hai con đó. 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 Con này các bạn nhìn kỹ có một cái sợi lông đuôi trắng. Đó, ở mép bên trái này. Con này là không có lông đuôi trắng. Thì sau một cái trò chơi nhỏ nhỏ vừa rồi thì mình muốn vui là chính thôi, không có ý thách thức hay là trêu đùa gì ai cả. Thì các bạn thấy là vì mình là nuôi lâu rồi, đâm ra thực tế là đôi chim này rất là khó phân biệt. Chính vì mình nuôi mình mới ở gần nó mình mới nhận dạng được. Thì các bạn thật biết là đây là gì. Xin thưa với các bạn là cái con đuôi có cái sợi trắng trắng này này. Con này là con gì? Nói nhanh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con này các bạn đã có đáp án rồi. Đó.